Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Xử phạt hơn 1,83 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2020. Cần sớm xử lý tình trạng khan cạn bồi lấp tại cảng cá Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc. Sáu tháng đầu năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tăng cường lực lượng phương tiện ra quân tuần tra kiểm soát và lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý 1.835.483 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 1.618 tỷ đồng, tước 150.931 giấy phép lái xe và chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 304.955 phương tiện, trong đó có 86.044 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 563 trường hợp lái xe dương tính với ma túy, 177.569 trường hợp chạy quá tốc độ cho phép, 304.213 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Chiếc xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân liên tục hú còi để xin đường trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, tài xế chiếc xe khách giường nằm vẫn bình thản chạy ngay trước mặt mà không nhường đường. Với hành vi cản trở xe ưu tiên, tài xế xe khách sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, là nơi neo đậu của hàng trăm tàu thuyền khai thác thủy hải sản của ngư dân và là âu tránh trú bão. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, khu vực cảng cá Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc bị cát bồi lấp nghiêm trọng khiến tàu thuyền ra vào hết sức khó khăn. Cảng cá Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc được xây dựng từ những năm 2007 với mục tiêu đáp ứng cho 200-300 phương tiện tàu thuyền có công suất từ 400 CV trở lên ra vào neo đậu. Dù đang là thời điểm chính vụ đánh bắt cá, nhưng hàng chục tàu thuyền đang neo đậu trong cảng cá Hòa Lộc vẫn không thể ra khơi do cửa vào cảng đã bị bồi lắng trên diện rộng. Vì đất cát lâu ngày không được nạo vét, luồng lạch bị thu hẹp, khan cạn, khiến tàu neo đậu trong cảng rất khó ra khơi. Còn tàu đánh bắt về cũng khó cập cảng để tiêu thụ các sản phẩm. Điều này không chỉ khiến cho chất lượng thủy hải sản kém đi, bán không được giá, lại phải bù chi phí thuê thuyền nhỏ vận chuyển cá vào bến. Không những thế, hàng năm tại cảng cá, nhiều phương tiện của ngư dân bị mắc cạn, nhiều tàu đã bị vỡ gây thiệt hại về kinh tế của ngư dân. Chúng tôi mỗi lần mà vào để vào cửa đấy thì chúng tôi sợ lắm. Vào nó bị mắc cạn là gãy lườn rồi vào rồi tàu bị nước. Đang bình thường cái tàu không sao nhưng mà vào gặp cạn là bị nước. Nước là phải bắt buộc chúng tôi phải lên nề là phải mất cái số tiền nó lớn. Cho nên chúng tôi thì kiến nghị với các cấp các ngành, cấp trên rồi có một cái chính sách nào đấy để thông thương cái lạch cho chúng tôi nó thuận tiện để người dân chúng tôi đi làm. Đề nghị các cơ quan chức năng là nên tức là có cái kế hoạch để nạo vét cái luồng lạch ra vào cảng để cho tàu thuyền ra vào bốc dỡ hàng hóa được thuận lợi. Đấy, cho nên mà cái việc tàu thuyền ra vào để tránh trú bão là rất là khó khăn. Đấy, mà một tàu mắc cạn thì kéo theo cả một đoàn là không thể vào được. Đấy, cho nên mà trước cái vấn đề mà mưa bão chuẩn bị sắp đến nơi thì tôi cũng có kiến nghị là phải nạo vét khẩn cấp cái âu tránh trú bão để cho bà con ra vào tránh trú bão được an toàn. Ngoài ra, một số hạng mục công trình cảng cá đã xuống cấp nhưng chưa có kinh phí để bảo dưỡng sửa chữa. Khu neo đậu tránh trú bão được đưa vào hoạt động năm 2016 nhưng đến nay bị bồi lấp khi thủy triều xuống mức nước chỉ khoảng gần 1 mét. Diện tích khu neo đậu bị thu hẹp, các tàu cá không thể vào neo đậu được. Nhất là khi vào tránh trú bão, tàu thuyền phải đợi nhiều giờ để chờ nước thủy triều lên mới vào được. Được biết, hiện nay các cảng cá trên địa bàn tỉnh đều không chủ động được trong việc nạo vét khơi thông luồng lạch. Điều này không những ảnh hưởng lớn đến việc phát huy công năng của cảng cá mà còn gây mất an toàn cho tàu thuyền ra vào làm dịch vụ cũng như tránh trú bão. Chính quyền địa phương cũng đề nghị với các ngành các cấp sớm có những cái chương trình dự án đó là nạo vét cái âu đậu tàu thuyền và khơi thông cái luồng lạch. Có như thế thì cái việc phát triển ngành thủy sản và thu hút được nhiều thành phần kinh tế về địa phương mới phát triển được. Có thể thấy tình trạng bồi lấp tại cảng cá Hòa Lộc đang khiến cho hoạt động tàu thuyền làm ăn sinh sống của bà con ngư dân gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần sớm quan tâm khắc phục để đảm bảo cho hoạt động khai thác của ngư dân và việc tránh trú của tàu thuyền khi mùa mưa bão đang đến gần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.